Rệp sáp là một đối tượng quan trọng gây hại cây trồng trên nhiều bộ phận khác nhau. Từ rễ, lá đến cành, hoa và trái, rệp sáp tấn công vùng rễ làm cho rễ hút nước và dinh dưỡng kém, dẫn đến cây bị vàng lá, héo và có thể chết. Rệp sáp chích hút trên lá làm cho lá bị vàng, quăng queo, hoa và trái non bị héo và rụng. Ngoài ra, rệp sáp còn tiết ra những giọt mật ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hống phát triển làm đen vỏ quả, bề mặt lá, ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây, làm giảm năng suất và chất lượng nông sản. Trong thực tế, rệp sáp và kiến thường sống cộng sinh với nhau. Kiến ăn mật ngọt do rệp sáp tiết ra và ngược lại kiến giúp rệp sáp di chuyển để gây hại nhiều bộ phận khác nhau của cây. Vì vậy, khi quản lý rệp sáp, bà con cần phải quản lý kiến. Vòng đời rệp sáp kéo dài từ 25 đến 60 ngày, tùy vào nhiệt độ môi trường sống. Rệp sáp đẻ trứng thành từng ổ, trứng sẽ nở trong vòng 6 đến 10 ngày. Sau khi nở, rệp sáp tuổi 1 có màu vàng nhạt, chưa có lớp sáp bao phủ nên có khả năng di chuyển khá tốt. Sang tuổi 2, rệp sáp có màu đậm hơn, bắt đầu hình thành lớp sáp nên ít di chuyển. Sau tuổi 3, rệp sáp được phát triển bên trong túi kén, trải qua giai đoạn tiền nhộng, nhộng và sau đó sẽ vũ hóa thành rệp sáp được trưởng thành. Rệp sáp được có cánh nhưng không có vòi chích hút nên không có khả năng gây hại trực tiếp cho cây trồng. Rệp sáp được sống trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi vũ hóa và chỉ để giao phối với rệp sáp cái. Trong khi đó, rệp sáp cái gần như không di chuyển, tiết ra nhiều sáp, lột xác thành rệp cái trưởng thành. Mỗi rệp cái đẻ khoảng 200 đến 250 trứng, có khi lên đến 500 trứng, nên rệp sáp có khả năng nhân mật số rất nhanh, đặc biệt là trong mùa khô. Thông thường, khi bà con phát hiện rệp sáp hại rễ, thì bộ rễ đã bị hại nặng, mất khả năng hút nước và dinh dưỡng, cây phát triển kém, giảm năng suất và chất lượng nông sản. Vì vậy, bà con cần chủ động phòng trừ rệp, đặc biệt là rệp sáp hại rễ. Bảo vệ rễ trước khi quá trễ.